nếu bỏ tham sân si mạn nghi thì mình làm việc vì mục đích tạo giá trị cho những người xung quanh đúng không ạ à, thầy chia sẻ thế này ừ, trong nhà phật thì có hai khái niệm một là khái niệm bản ngã và hai là khái niệm vô ngã à, khái niệm bản ngã là gì bản ngã tức là bạn có hình tướng nào ở tầng bậc nào thì bạn sẽ có thói quen đó tôi lấy ví dụ mình là tầng bậc người thì chắc chắn sẽ có tham sân si mạng nghi mình tầng bậc là con rắn thì sự sân hận sự sợ hãi của mình nó lớn hơn nhưng ngược lại mình là phật thì cái bản ngã của mình nó bằng không tức là tham sân si mạn nghi bằng không tức là người ta gọi là vô ngã tức là không có ngã tướng nữa thế thì như vậy đứng với mỗi một cái tầng bậc một hình tướng thì nó có một bản ngã khác nhau vậy đã là con người thì phải có tham sân si mạn nghi nhưng mà khi nào thì trở về vô ngã khi trở về mô ngã vô ngã có nghĩa là trí tuệ trí tuệ có hai phần phải có hai yêu cầu một là trí tuệ của mình đạt đến bậc là tránh đẳng tránh giác tức là mình không phải đoán cái gì cả nhìn là thấy muốn nghe là thấy muốn nghĩ bàn là thấy tức là trí tuệ là vô biên nhãn lực là gì ạ thần nhãn tức là ví dụ thì như thế này tại sao mình có nghi là vì mình gặp một người mà mình không biết người ta tốt hay người ta xấu thì mình phải nghi thôi là do cái gì ạ? Do tuệ nhãn của mình nó kém. Nếu gặp một người mà không biết nó, nó thù mình hay không thù mình, thì bắt buộc mình phải sân hận, mình ra đòn trước để tránh nó ra đòn với mình, tức là lòng sân hận. Khi mà mình vô minh, mình cứ nghĩ là cái danh, nó gọi mình là bác thì nó tốt, nó ngoan, mà nó gọi mình là thằng là nó mất dạy, không phải. Đôi khi nó gọi là thằng chưa chắc là nó phải mất dạy mà do nó mất dạy chứ không phải do mình mất dạy mà nó gọi là thằng. Thế nhưng mà nó gọi mình là thằng thì ngay lập tức là, là là mình nghĩ là nó nó gọi mình là thằng mất dạy nhưng mà thực ra thì bản chất là mình có mất dạy đâu mà mình sợ là mình nhận mình là thằng mất dạy. Thế thì cái việc nó gọi thì không quan trọng, cái danh nó đặt cho mình không quan trọng, quan trọng nhất là mình là ai. Thế thì những cái thứ đấy nó gọi là những cái ngã, nó vẫn còn. Nếu trí tuệ của mình nó đủ thông thì mình không chấp vào những cái thứ đó thế thì như vậy là khi mà chúng ta có đủ tuệ nhãn nó giống như đi trong đêm ấy mà khi chúng ta có đèn mà nó chiếu sáng vở ra thì chúng ta đâu có phải nghi nữa cái này là đường hay cái này là nước hay cái này là gì khi mà chúng ta nhìn vào mặt họ là mình biết họ là người tốt thì chúng ta đâu có sân nữa khi chúng ta chơi với họ mà họ nói câu gì mình cũng hiểu mình hiểu đến tận tâm can của họ thì mình đâu có sân sân nữa khi mà mình biết là một việc mình không thể nào mà mà nuốt được thì đâu mình đâu có tham nữa vậy thì tuệ nhãn nó như ngọn đèn nó chiếu sáng giúp cho chúng ta thấy rõ thấy rõ biết và bỏ được vô ngã bỏ được những cái ngã bản ngã cho nên con chó thì nó đa nghi hơn con người nó dễ sợ hãi hơn cho nên là gì ạ nó dễ sủa hơn Con rắn nó sợ hãi hơn, nó đa nghi hơn Nên nó thấy một vật gì động là nó mổ, là nó cắn Con người thì ít đa nghi hơn Khi nào thấy có một người đã tấn công mình Thì mình bị đề phòng, chạy hoặc là tấn công lại Thế thì đối với Thánh thì lại thấy rõ hơn Đối với Phật thì lại còn rõ nữa Ví dụ thế thì để cho mọi người thấy rằng là tuệ chính là ngọn đèn sáng để giúp cho chúng ta làm giảm tham sân si mạng nghi tức là tuệ nó giúp cho tâm đấy giống như cái câu hỏi trước tôi chia sẻ đấy vậy thì bạn mong chờ gì nếu mình còn là người mình làm sao bỏ được tham sân si mạng nghi thế thì mình chỉ cần bớt thôi bớt tham đi tức là nếu mà thấy cái việc này nó nghi mà chúng ta thấy là xấu nhất nó mất đi bằng này mình có chấp nhận được không nếu chấp nhận được thì vui vẻ tôi lấy ví dụ khi tôi mua một cái ô tô cũ thôi một tỷ ví dụ thế thế thì tất nhiên là tôi nhìn mặt anh kia tôi cũng nghi chứ anh bán tôi cũng có quyền nghi thế thì tôi chỉ bảo là nếu một tỷ thì nó cứ cho là nó đây đắt mình không may đắt lên một trăm triệu đi giả sử ngày mai mình nghe mình thấy mình bảo thằng khác nó bảo chín trăm triệu cái xe này chỉ chín trăm triệu thôi chứ không đến một tỷ thì phản ứng của mày thế nào tuấn thì tôi bảo là xấu nhất mất trăm triệu có chấp nhận được không để đỡ mất một hai ngày nó phải đi tìm xe có chơi không tuấn nó gật đầu nó bảo chơi thế là chơi không phải đang nghĩ đâu vậy thì không cần phải nhìn mặt thực kia nữa xong ra đỏ đấy hay là sân ví dụ là nếu sân hận thì chỉ có hai thứ thôi một là do tham danh hai là do tham lợi thằng nào nó cướp mất lợi của mình thì mình đập nó hai là thằng nào mà tham danh thằng nào nó làm nhục mình thì mình phang nó ví dụ thế thế thì ai đó nói xấu thì tôi tôi thì tôi bảo là xấu nhất là trong 100 người có một người nói xấu có một thằng này nói xấu của mình mình chấp nhận đi thì mình có xấu không không xấu thế nó không xấu thì cho nó nói xấu không phải tranh cãi thế nó bảo mình xấu thì mình bảo ờ ừ, thôi tao ngủ thế thì bản chất mình có xấu đâu vậy thì do cái cái tuệ nhãn của mình ấy, nó không đủ sáng suốt cho nên nó mới sinh ra tham sân si mạn nghi còn tuệ nhãn mà đủ sáng suốt thì lại không còn tham sân si mạn nghi nó đến thành Phật rồi cho nên là người mình thì cái cách duy nhất để giảm tham sân sân si mạn nghi đi đó chính là nâng nâng cao cái tuệ lực lên mà muốn nâng cao tuệ lực thì chỉ có trải nghiệm tự nhiên là mình tham một hồi đến 40 tuổi mình vẫn nghèo mà tham mẹ như đó ấy mà đến 40 tuổi vẫn nghèo thì vào một ngày mình sẽ nhận ra là mình bảo là gì ủa tham nó không giàu thế là tự nhiên bỏ tham xong cuối cùng là mình gặp ai mình cũng nghi thì đến một ngày đẹp trời đến 30 tuổi thì mình phát hiện ra là thằng nào nó ghét mình bởi vì mình mình đang nghi quá xong cuối cùng mình mất nhiều cơ hội quá thì cuối cùng người ta sẽ nhận ra một điều là gì nghi cũng chả giải quyết được việc gì. Thế là người ta bớt nghi đi. Bớt thôi nhá, chứ không bỏ được. Đấy, thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em hiểu cái chỗ là phải có trải nghiệm thì tuệ lực nó mới sáng. Có tuệ lực nó mới sáng thì nó mới giảm được tham sân si mạn nghi. Nhưng mà ngược lại khi giảm được tham sân si mạn nghi thì nó lại tăng tuệ lực lên. Cho nên với có một cái câu rất là đời của những ông tỷ phú ông ấy nói rằng là thành công hấp dẫn thành công tuệ sáng làm giảm tâm tham sân si mạn nghi tâm tham sân si mạn nghi lại làm tăng tuệ lực tuệ lực lại làm giảm tham sân si mạn nghi thì như vậy nó thành một cái vòng tròn tức cực kỳ là 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 tuyệt vời à, nó cực kỳ tuyệt vời nó như tay phải rửa cho tay trái tay trái rửa cho tay phải vậy đấy chính là tuệ lực và tâm lực ở trong con người mình và chúc cho bạn mỗi ngày bớt đi được tham sân si mạn nghi một chút chính là lúc tuệ lực chúng ta tăng và ví dụ anh chị em nào mà à, có cái cơ duyên mà chúng ta gặp nhau để nghe cái phần chia sẻ đạo Phật này của tôi thì chính là các anh chị đã nhìn thấy một cái tuệ lực nó sáng lên để nhìn rõ cái quy luật của cuộc đời và tuệ lực nó sáng thì tự khắc ngày mai cái tâm của mình nó tĩnh hơn nó tĩnh hơn nó giảm tham sân si mạn nghi đi thế là tự nhiên tuệ nó lại lên một nhịp nữa mà giảm tham sân si mạn nghi lên đi thì mai là thầy nào nói cũng nghe thầy nào nói cũng nghe chứ không phải ông thầy tuấn nữa xong nghe xong thì lại chắt lọc được cái hay